Dạ, xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay em xin phép chia sẻ gửi đến quý cô chú, anh chị và các bạn xem tham khảo chiếc Sveja Lai Dự Đô, xe Touring tay lái ngang, đời năm 2021 ạ. Size của xe là M, chiều cao phù hợp từ 1m65 đến 1m75cm ạ. Bộ chuyển động là 2x9. Em xin phép báo giá xe ship về Việt Nam của mình, giá là 23.500.000 ạ. Xe đã qua sử dụng nhưng còn rất là mới ạ. Khung sườn màu nước sơn còn rất là đẹp luôn. Dò dĩa Shimano. Cụ đề Solar. Ngay chỗ này cũng có trầy ạ. Yên xe còn rất tốt. Lớp và niền còn rất tốt. Dò dĩa Shimano còn mới tinh à. Xe còn mới quá. Ngay chỗ này cũng có đốm chày nhẹ. Má phanh đĩa Techo. Giò đạp còn đẹp lắm à. Dạ, thấy xe trong tình trạng cũng còn rất là mới ạ. Dạ, nếu như quý cô chú anh chị và các bạn có nhu cầu cần sử dụng, xin liên hệ em qua Zalo. Video đến đây, em xin phép tạm dừng video lại rồi. Xin chân thành cảm ơn đến quý cô chú, anh chị và các bạn đã dành thời gian xem video. Em xin kính chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo ạ.